Ôi, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại C cùng chơi Valky Profile Lenet. Một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình nên về cơ bản là những cái series này là dành cho các bạn ấy. Nếu không có các bạn mình đã không thể tiếp tục làm series như này ấy. Nên là mình có ngồi để mình nghiên cứu lại cái nên ở cái chapter này là một lần nữa đây là cái chapter rất là quan trọng để chúng ta lấy được cái A ending ấy. Nên từ bây giờ là có rất nhiều cái sự việc nó sẽ xảy ra nó ảnh hưởng đến cái A ending. Nên là về cơ bản là cái ending của trò này như mình nói là nó rất là khó để mà lấy. Nó không phải như kiểu những cái trò bình thường khác là chúng ta cứ làm hết tất cả những cái gì mà có thể ấy, là nó sẽ xảy ra, nhưng mà trên thực tế là cái trò này nó không thế. Trên thực tế là chúng ta phải tính toán ấy. Là tính toán một chút là từ bây giờ là chúng ta sẽ lên kế hoạch để chúng ta lấy được A ending ấy. Nên cái chỉ số quan trọng nhất của cái A ending này nó sẽ là cái chỉ số siêu value ở góc trái này. Nên là cái chỉ số siêu value này nó khác hơn với cả cái khác, đó là thay vì là cái điểm số là EVA, là cái evaluation là đánh giá chung ấy, nó sẽ ảnh hưởng là đến cái việc cái performance của chúng ta của Valkyrie ấy. Cái siêu value nó sẽ là cái nó gọi là cái phong ấn ấy, gọi là khiên phong ấn. Còn cái cụ thể nó như nào thì chúng ta sẽ mình sẽ nói thêm ấy. Nhưng mà về cơ bản là tóm tắt là chúng ta phải đạt được cái siêu value này càng thấp càng tốt ấy, cho đến khi mà được đến mình nghĩ là sẽ sắp tới 7, sắp tới 8 ấy. Nên là ở cái phần này là mình sẽ gửi luôn luôn em ấy này. Nên là đúng ra là chúng ta phải gửi con này từ đầu ấy. Nên là mình đã búp cái con Zelanda này cho nó đủ tất cả cái kỹ năng. Sao mình chưa búp con này? What the frick man? Mình nhớ là mình búp con này rồi mà. Sao Hero Valley con này thấp ấy nhỉ? Thôi chết rồi, mình chưa búp nó rồi. Mình tưởng mình búp rồi nhưng mà hóa ra mình chưa búp. Anyway, thì chắc là mình phải ngồi mình búp vậy. Nên là chúng ta phải búp mấy cái xe Hero Valley của nó lên ấy. Mình không nhớ là mình lấy đúng cái file xếp này nhỉ? Hình như là đúng rồi. Nên là mình phải búp lại. Và chúng ta lại phải tăng con này thêm một vài cái level nữa để cho nó học được mấy kỹ năng ấy. Dễ thương. Nên là ở cái chapter này đúng ra là mình vừa vào chapter mình phải gửi cái này luôn ấy. Để cho, bởi vì là mỗi lần chúng ta gửi cái một cái nhân vật nào lên Asgard. Con này con khác à? Ui, cái con Nanami này một đống luôn này. Nhưng mình tăng nhầm. Ok, mình hãy boost cái defense này. Nên mình hãy xả cái kỹ năng này. Con này mình không biết là còn boost cái gì nữa. Về cơ bản là nó cũng ổn rồi. Hienoi này nào. Nên là nếu mà có thể các bạn có thể tăng hết mấy cái này ấy, để nó có thể có một số cái kỹ năng né tránh nó cao hơn ấy. Khả năng né tránh này cái đòn nó cao, nhưng mà trên thế là cũng không cần thiết ấy. Chúng ta chỉ cần búp ba cái là máu, phòng đánh tấn công và phòng thủ thì mình nghĩ là tương đối là ổn đấy. Còn lại những cái sau thì gọi là có được không có được ấy, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái máu chúng ta phải dày để chúng ta búp tanh được đam ấy. Optimistic. Hình như là con này nó đủ Hero Value nhỉ? Như là cần tám mấy này. Zelanda này đã đủ rồi. Và cho nó một số học cái kỹ năng cơ bản lên. Trick à? Chắc mình nghĩ là mình phải tăng con này thêm một level để nó học thêm mấy cái cơ bản này. Mình tưởng là mình ngồi mình học rồi nhưng hóa ra chưa học. Nên là chúng ta sẽ cho nó cầm cái gì nhỉ? Hình như là mình lấy Emerald Necklace này. Này level 15 rồi. XP này. Nghĩa là 2 level là đủ rồi. Mình phải gỡ hết mấy cái đồ này. Train.
Mình không nhớ là con này nó cần cái gì, nhưng mà mình sẽ tăng mọi thứ một tí lên. Identify này, sau Enoy này, Leadership này, hình như là nó cần trick hay sao ở trong cái yêu cầu này. Mà là Monster Intelligence và Demon Intelligence này, mà là Undead Intelligence này. Sau bên cạnh đó là chúng ta phải mua cho nó mấy cái đồ ra. Nó sẽ là cái trong mục Divine này, sau nó có cái Set of Lalius này thôi. Nên mình sẽ gắn cho nó ấy. Và cái Demon, ở đâu, cái Angel Leap này thôi. Nên nó sẽ có cái khả năng đàm phán này. Nó sẽ là... trên thứ là các bạn không cần cái này lắm, nhưng mà nếu mà có thì là hình như là nó tốt hơn. Mình không thực sự rõ lắm, nhưng mà cái yêu cầu của nó là thế ấy. Nên là cái trò này, như mình nói là nó có nhiều cái yếu tố đánh đố người chơi, nó gọi là Poes. Nên là mình sẽ Set of Lalius rồi. Đại khái là như vậy. Nên là mình nghĩ là mình có thể mình gửi cái này đi. Mình nghĩ là mình... Nên là ở cái phần này là mình sẽ phải để cái file save của mình ấy. Transfer này. Mình gửi đi luôn này. Nên là... Mà mình cho các bạn xem lại là... Cái evaluation là 98 nhé. Còn max của nó chỉ là 100. Nên là... về cơ bản là mỗi lần chúng ta gửi người đi asset là nó sẽ cộng thêm cái chỉ số siêu ấy. Nên là mình muốn... Hiện tại là mình muốn cho nó max lên 100 ấy. Mắc lên 100. Nên là từ thời điểm bây giờ là chúng ta sẽ làm và thực hiện nhiều cái event ấy, để chúng ta hạ cái chỉ số này xuống ấy. Nên là cái mục tiêu của nó là như vậy. Sau một cái nữa là bên mình có kết nối được vào cái tay cầm ấy. Nên hóa ra là cái professional dock của mình ấy, trên thế là nó cũng gắn được tay cầm ấy. Nên là cũng rất là ngon. Nên bây giờ mới phát hiện ra rất là tốt. Cũng không nhất thiết phải kết nối trực tiếp vào máy như cả cái trò cái máy mà mình hay bảo là cái máy rock phone ấy. Nhưng mà ở cái này là mình có thể mình chơi được luôn ấy. Bằng cái tay 360 ấy. Như bây giờ là mình phải đi ra cái chỗ bây giờ là mình sẽ phải đi ra có một cái chỗ mà mình muốn đi, đó là cái no. Do you know what a lapis is? Yes, but this isn't a normal one. It's special. Do you think I'm silly? Đây là cái câu chuyện khác. Thanks for the encouragement. Fuyuki, if you found the cerulean lapis, what would you wish for? Ok, mình sẽ đi cái câu chuyện, nhưng mà cái chính là mình muốn đi ra cái đồng hoa ấy. I was such a fool. Lapis. Lapis. Sẽ có cái câu chuyện ở chỗ hai lần. Mình xem, hình như là mình phải đi ra cái chỗ nào nhỉ? Này ra. Đây này, đúng rồi, cái Whipping Lily này. Nó sẽ có, nên là cái event này là nó có từ chapter 3 ra, nhưng bây giờ mình phải để dành chapter 4. I'm sure I felt the resonance of human thought. Your kind does not belong in this place. Fled. Why would specters gather around this stone? What is this? A grave marker. Who would put a grave in a place like this?
doing here? Why was I brought to this place? Nên là cái nơi đây là cái chỗ mà chúng ta xem ở cái đoạn prologue ấy, nên là mình cũng không nói gì sâu, nhưng mà về cơ bản là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ xem được cái event ấy. Nên là hình như là nó chẳng có gì nữa thôi. Nên là chúng ta sẽ có cái bi mộ nhưng mà chúng ta cũng không đọc được. Nên là mình sẽ đi ra ngoài này, để mình kiểm tra lại cái seal. Nên là cái việc mà chúng ta thấy được cái event này là một cái yếu tố rất là quan trọng để có được cái ending ấy. Mình mở cái kem. Nên là cái seal vary của chúng ta là giảm từ 100 đến 87, 85 là giảm 15 điểm ấy. Nên đây là cái yếu tố rất là quan trọng như mình nói ấy. Nên là mình nhớ. Mình không muốn bị an hành ấy.